Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng Trong Đất của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Phụ nữ thôn Vịn xã Bát Mọt huyện Thường Xuân phát triển chăn nuôi tập trung. Mục nhân ông cần biết lưu ý bà con một số biện pháp kỹ thuật khi ốm gia cầm trong mùa đông. Trước hết, mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có 2.910 ha nuôi trồng thủy sản. Để nâng cao giá trị sản xuất cho diện tích nuôi trồng thủy sản, những năm qua, huyện đã đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợn, ngọt, đưa các con giống thủy sản đạt năng suất chất lượng cao vào nuôi. Cùng với đó, huyện Hoàng Hóa đã xây dựng được các mô hình nuôi trồng thủy sản thâm canh, tập trung quy mô lớn, nuôi tôm trong ao bạt ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà màng, nhà lưới. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa, hiện nay lợi nhuận nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 225,6 triệu đồng hectare một năm, tăng 22,6 triệu đồng hectare so với cùng kỳ năm 2020. Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có gần 4.500 con bò thịt, 2.500 con bò sữa và hơn 1.000 con gia súc các loại khác. Để đảm bảo nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn gia súc trên địa bàn huyện, trong những năm qua, huyện Như Thanh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất khó sản xuất, canh tác để trồng các loại cây làm thức ăn chăn nuôi. Đáng chú ý, huyện đã chủ động mời gọi, thu hút doanh nghiệp, các trang trại chăn nuôi gia súc, đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây thức ăn chăn nuôi cho người dân. Nên nhiều diện tích trồng cây thức ăn chăn nuôi của huyện đã được bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng kinh tế. Hiện nay, toàn huyện đã phát triển được gần 1.000 ha cây thức ăn chăn nuôi các loại, chủ yếu là cỏ voi, cỏ PA06, mulatto, ngô dày, năng suất bình quân gần 300 tấn trên 1 ha một năm, đạt doanh thu 180-200 triệu đồng trên 1 ha một năm, thu lãi khoảng 80-100 triệu đồng 1 ha một năm. Vụ đông năm nay, huyện có hơn 100 ha trồng cây ngô dày được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Riêng diện tích này, lợi nhuận đạt khoảng 120-130 triệu đồng trên 1 ha một năm. Nhằm giúp các hộ dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong quá trình trồng và chăm sóc luồng theo hướng thâm canh, thời gian qua cùng với việc phục tráng hơn 4.100 ha luồng làm mới 16 km đường lâm nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã kết nối các hộ trồng luồng thành lập nhóm hộ liên kết trồng rừng luồng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững. Huyện Quan Hóa đã tuyên truyền vận động các hộ trồng luồng trên địa bàn huyện tham gia vào nhóm liên kết để được tiếp cận với các biện pháp trồng và chăm sóc cây luồng đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay toàn huyện có gần 2.400 ha luồng được tổ chức quản lý rừng bền vững quốc tế cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững FSC. Hiện toàn bộ diện tích rừng luồng này được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn 20% so với giá thị trường. Ngoài ra áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh nên năng suất của diện tích rừng luồng được cấp chứng chỉ cao hơn từ 15-20% so với diện tích thông thường. Nhờ đó giá trị của diện tích rừng luồng được cấp chứng chỉ FSC đạt cao hơn từ 30-40% so với diện tích rừng luồng đại trà. Vào thời điểm tháng 9 năm 2021, mít Thái ở các tỉnh như Tiền Giang, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ được thương lái thu mua tại vườn với giá từ 30-35.000 đồng một kg trở lên. Tuy nhiên hiện nay, giá mít đang xuống rất thấp, chỉ còn từ 12-14.000 đồng một kg mít loại 1, còn loại 2, loại 3 chỉ có từ 2-6.000 đồng một kg. Hiện giá mít Thái rất thê thảm do nhiều nơi đang thu hoạch rộ, cùng với xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc rất chậm, khiến mít Thái bị ứ đọng. Điều đáng nói, thời gian qua, diện tích trồng mít Thái ở đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh. Nhiều nơi, bà con bỏ ruộng lúa, chuyển đổi một số loại cây kém hiệu quả sang trồng mít Thái. Ước tính toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 30.500 ha mít Thái, sản lượng khoảng 330.000 tấn mỗi năm. Do mít Thái phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, vì vậy giá cả lên xuống thất thường, không ổn định. Mỗi khi phía Trung Quốc thu mua mạnh thì giá mít tăng cao. Ngược lại, khi họ giảm thu mua thì giá rớt. Chính vì thế, chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long luôn khuyến cáo nông dân thận trọng trong việc ao ạt trồng mít Thái khi thị trường xuất khẩu chưa được mở rộng. Năm 2021, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo. Tuy nhiên, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp đã khiến chuỗi cung ứng tiêu thụ gạo bị gián đoạn. Do đó, những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp cần tăng tốc để tăng sản lượng và giá trị xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 10 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gạo cả nước đạt gần 5,2 triệu tấn, với kim ngạch đạt hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,1% về lượng nhưng tăng 3,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc.
Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, tháng cuối năm sẽ gia tăng mạnh nhất nhu cầu nhập khẩu gạo của các thị trường chính như Philippines, Trung Quốc, EU để phục vụ cho tiêu dùng dịp cuối năm và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán ở một số quốc gia. Trong điều kiện các hoạt động sản xuất, logistics đã được khơi thông trở lại, thì sự bứt phá của các doanh nghiệp sẽ mang lại hy vọng đạt được mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo cả năm 2021. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều thị trường đã bổ sung thêm những quy định mới về yêu cầu chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản nhập khẩu, trong đó có gạo. Do vậy, chất lượng gạo vẫn là giấy thông hành để các doanh nghiệp đạt được mục tiêu xuất khẩu gạo đã đề ra. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Xuân, nhiều hộ dân ở thôn Vịn xã biên giới Bát Mọt đã phát triển chăn nuôi có hiệu quả. Đặc biệt, thay vì chăn nuôi tại gia đình, các hộ đã thành lập các tổ hợp tác, tổ chức chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tổ hợp tác chăn nuôi lợn nái đen của phụ nữ thôn Vịn xã Bát Mọt được thành lập năm 2018 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ. Ban đầu tổ hợp tác có 15 thành viên, mỗi thành viên được hỗ trợ một con lợn giống. Khi lợn sinh sản lứa đầu, mỗi hộ sẽ trao tặng cho hộ khác một con giống để nhân rộng mô hình. Đến nay tổ hợp tác đã có trên 30 hộ chăn nuôi lợn. Các thành viên trong tổ hợp tác sẽ phân công nhau chăm sóc đàn lợn nhằm giảm bớt công lao động. Hiện nay mỗi thành viên trong tổ hợp tác đều có ít nhất 2 con lợn nái trở lên. Mỗi năm một lợn nái sinh sản 2 lứa, một lứa 6 đến 8 con, mỗi con giống khi nuôi khoảng 10 kg có giá bán 1,5 triệu đồng. Nhờ đó, trong năm, mỗi hộ trong tổ hợp tác có nguồn thu khoảng 20 triệu đồng trở lên từ chăn nuôi. Mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trực tiếp giám sát, theo dõi, đảm bảo phát triển có hiệu quả. Chăn nuôi theo tổ hợp tác thì chị em chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật nuôi giống và chia sẻ mối tiêu thụ với nhau thì cảm thấy thuận lợi và tiêu thụ nhanh và được giá thành thuận lợi hơn thì mô hình ngày càng mở rộng. Ngoài tổ hợp tác chăn nuôi lợn nái đen, phụ nữ thôn Vịn xã Bát Mọt còn có tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản. Mô hình này ban đầu có 8 thành viên tham gia, được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Xuân hỗ trợ 8 con bê giống để nuôi sinh sản. Tổ hợp tác cũng tổ chức chăn nuôi tập trung, bố trí quỹ đất trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho bò. Đến nay, sau 2 năm, tổ hợp tác đã có 20 thành viên tham gia chăn nuôi bò. Hiện mỗi hộ trong tổ hợp tác đều đã được bán ít nhất một con bê có giá trên dưới 10 triệu đồng. Chuyển đến chăn nuôi tập trung thì rất thuận lợi cho nguồn thức ăn, việc trồng cỏ, trồng sắn thì rất thuận lợi. Còn thứ hai nữa là rất là đảm bảo vệ sinh môi trường, đàn bò, đàn lợn thì phát triển rất tốt. Hiện nay thôn Vịn xã Bát Mọt có 176 hộ dân thì có 50 hộ tham gia các tổ hợp tác chăn nuôi. Các tổ hợp tác chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư đảm bảo được các điều kiện bảo vệ môi trường, chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Các mô hình này đã góp phần duy trì bền vững và từng bước nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của thôn Vịn. Thôn đã được công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới từ năm 2019. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, trong mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi xin lưu ý bà con một số biện pháp kỹ thuật khi nuôi úm gà con trong mùa đông nhằm tránh hao hụt, giúp gà tăng trưởng, phát triển khỏe mạnh trong suốt quá trình nuôi. Đối với úm trên lồng, sử dụng lồng kích cỡ 1 x 2 x 0,9 m để úm cho 100 con gà. Đáy lồng làm bằng sắt cỡ 1 x 1 cm. Xung quanh chuồng dùng lưới sắt, mắt cáo và che quây kín. Khi úm trên nền, cần rải chất độn chuồng, đệm lót sinh học trước 72 giờ trước khi úm. Dùng cót cao khoảng 50 đến 70 cm để quây gà và nới rộng cót theo thời gian sinh trưởng. Thiết kế hệ thống sưởi, có thể dùng bóng điện, bóng hồng ngoại ở những nơi có điện hoặc đèn thắp sáng, lò ủ chấu, đốt củi khô ở vùng sâu vùng xa. Kiểm tra nhiệt độ và quan sát biểu hiện của đàn gà để điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. Nên tận dụng ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng cho đàn gà. Chăm sóc nuôi dưỡng, chọn mua gà tại những cơ sở đảm bảo chất lượng và uy tín. Khi mới bắt gà về, cần kiểm tra sức khỏe và tình trạng đàn gà. Tiến hành thả gà từ từ vào khu vực quây úm và cho chúng phân bố gần máng ăn, máng uống. Bố trí máng ăn, máng uống gần nhau và trải đều trong quây úm. Mật độ thích hợp là 60-80 con trên một máng. Bản tin vàng cho đất hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn bà con quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.